Virus nCoV là virus mới được phát hiện từ Trung Quốc. Vào ngày 23 tháng 1 năm 2020, đã phát hiện 2 trường hợp nhiễm virus nCoV đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Và để tìm hiểu về loại virus này cũng như cách phòng chống, chúng ta hãy theo dõi những khuyến cáo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh. Coronavirus là một cái loại virus thường gây ra những cái bệnh cảm, viêm đường hô hấp cấp từ nhẹ đến nặng. Nhẹ như là cảm lạnh thông thường, cúm, rồi có thể dẫn đến những cái bệnh nặng hơn như là hội chứng hô hấp cấp Trung Đông. Chúng ta trước đây hay gọi là MERS-CoV, xuất hiện từ năm 2012 tại khu vực Trung Đông, rồi gây ra những cái bệnh nặng hơn như là sạc vào năm 2003 mà tỷ lệ tử vong rất là cao. Hiện nay cái con virus corona xuất hiện ở Vũ Hán thì được đặt tên là Novo Coronavirus. Đây là một cái loại cũng dòng thuộc họ của corona. Và hiện nay thì các nhà khoa học cũng đang tìm những cái bằng chứng để chứng minh sự lây lan từ nguồn gốc động vật hoang dã sang cho người. Tuy nhiên thì cũng chưa có bằng chứng xác thực. Hiện nay thì cho thấy những cái dấu hiệu đã có sự lây lan con virus này từ người sang người. Tuy nhiên theo lưu ý của Tổ chức Thế giới thì ở mức độ là hạn chế. Hiện nay đã cho thấy những cái dấu hiệu lây lan virus nCoV từ người sang người. Tuy nhiên thì qua những cái số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy là mức độ lây lan này cũng còn hạn chế. Tức là virus có thể có trong cộng đồng, nhưng để lây lan từ người này sang người khác thì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thì chúng tôi cũng muốn thông tin đến cộng đồng người dân những cái biện pháp phòng chống để chúng ta có thể phòng ngừa và tránh cái sự hoang mang quá độ trong cộng đồng. Vì thực tế thì virus có thể xuất hiện trong cộng đồng nhưng mức độ lây lan cũng còn hạn chế. Vậy thì từng người, từng bản thân, từng gia đình phải biết những cái biện pháp để chúng ta có thể phòng bệnh cho cá nhân mình, cho gia đình mình và cho cộng đồng. Đối với những trường hợp có những dấu hiệu, có những cái triệu chứng mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp thì chúng ta cũng nên đi khám điều trị để biết nguyên nhân. Đặc biệt là đối với những trường hợp này mà có mối liên hệ dịch tễ với những cái nguồn gốc từ vùng dịch, thí dụ như là đi về từ vùng dịch hoặc là tiếp xúc với người đi về vùng dịch trong vòng 14 ngày mà có những triệu chứng viêm hô hấp cấp thì càng phải đến cơ sở y tế để khám, điều trị và phải khai rõ cái quá trình tiếp xúc dịch tễ của mình. Thì như vậy thì giúp cho chúng ta chẩn đoán sớm những cái trường hợp nếu nó là nhiễm nCoV. Và trong quá trình đây, những người mắc bệnh đường hô hấp cấp nói chung thì chúng tôi cũng khuyến cáo là cần phải giữ vệ sinh cho bản thân và cho cộng đồng, tránh cái chuyện mà khạc nhổ bừa bãi, mang khẩu trang phải đúng cách, rửa tay trước khi tiếp xúc với người thân, người nhà, nhân dân. Đối với người chưa mắc bệnh thì chúng tôi cũng khuyến cáo là người dân cũng giữ cái vệ sinh cho cá nhân của mình, đó là thường xuyên súc rửa bằng nước sát khuẩn hoặc nước muối sinh lý ở vùng hầu họng mỗi ngày, thường xuyên rửa bàn tay sạch của mình để bằng nước sạch và xà phòng để hạn chế sự lây lan nếu có. Đó là một cái phòng bệnh nói chung chúng ta cần thực hiện. Khi ho hắt hơi là phải che bằng khăn vải và hủy sau đó. Đối với những cái trường hợp mà người dân có cái bệnh mãn tính, suy giảm miễn dịch, ví dụ như tiểu đường, ung thư, suy gan, suy thận, đang dùng thuốc ức chế miễn dịch, vân vân. Đó là những cái đối tượng rất là nguy cơ, có khả năng nếu trường hợp nhiễm bệnh nói chung, trong đó có cả coronavirus, thì dễ diễn tiến nặng. Cho nên chúng ta cần hạn chế cái việc là tiếp xúc với những cái người có những cái dấu chứng mắc bệnh hô hấp cấp, hoặc là đi đến những cái nơi đông người thì chúng ta cần cái hạn chế này. Thì như vậy thì bởi vì những cái đây là những đối tượng nguy cơ, khi nhiễm những cái
loại virus nói chung và trong đó có virus corona thì dễ diễn tiến nặng và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Với những cái nội dung mà chúng tôi đã đưa ra thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh muốn gửi thông điệp đến người dân trong cộng đồng rằng chúng ta hãy bình tĩnh, hiểu về căn bệnh này. Chúng ta cùng hợp tác với ngành y tế, chính quyền để tự bảo vệ cái sức khỏe của bản thân gia đình mình và cho cả cộng đồng để góp phần phòng chế cái sự lây lan của dịch bệnh nói chung. Người dân có thể tìm hiểu những cái thông tin về loại virus, sự nguy hiểm cũng như sự lây lan và cách phòng chống căn bệnh này trên những cái website chính thống của ngành y tế. Tại Thành phố Hồ Chí Minh thì có thể vào trang web của Sở Y tế hoặc trang web của Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Thành phố Hồ Chí Minh, trang web của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh.